Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có tỷ lệ dân số cơ học nhiều nhất tỉnh, thời điểm này, Ủy ban bầu cử thị xã Mỹ Hào đang tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử với phương châm tất cả công dân đến tuổi sinh sống, làm việc trên địa bàn đều được thực hiện quyền lợi của mình tham gia bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới. Phường Bần Yên Nhân có tới gần 4.000 công dân đang là sinh viên sống trên địa bàn. Trên 60% trong số đó đã đăng ký bầu cử tại đây. Đến nay, dù danh sách cử tri đã được niêm yết, nhưng tổ bầu cử của các tổ dân phố vẫn hàng ngày cắt cử người đến các nhà trọ để vừa tuyên truyền về công tác bầu cử với các cử tri, vừa là theo dõi, biến động để kịp thời xử lý điều chỉnh. Đến từng nhà trọ và gặp từng các cháu, kể cả đêm thì anh em chúng tôi cũng quyết tâm để cho các cháu tức là nắm được và dẫn tới làm sao đến cái việc bầu cử được an toàn và đúng quy định và đúng pháp luật. Tôi ở được hơn một năm rồi ạ. Tôi đăng ký bầu cử ở tổ dân phố Văn Nhuế, được bầu cử 3 cấp ạ. Cấp quốc hội, cấp huyện và cấp tỉnh ạ. Phường Nhân Hòa, ngoài công nhân ở trọ, còn hàng nghìn dân cư đang học tập và sinh sống tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và khu chung cư Phúc Hưng. Vì thế, ngoài việc phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch phương án thực hiện rà soát và lập danh sách cử tri, thì Ủy ban bầu cử phường còn trực tiếp thường xuyên xuống kiểm tra đôn đốc các đơn vị này. Người sống ở chung cư thì chúng tôi cũng đã có cái thông báo tới tất cả các cái hộ đó là đến cái ngày hôm đó thì đều phải đi bỏ phiếu và đạt được cái hiệu quả cao nhất cho cái ngày bầu cử. Chúng tôi sẽ bố trí một cái phòng ở trên tầng 2 của cái tòa nhà này thành cái phòng bỏ phiếu. Toàn bộ sinh viên thì chúng tôi sẽ quản triệt để các em là ngày chủ nhật thì các em sẽ ở đây để tham gia bầu cử. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có tới hơn 10.000 người là sinh viên và công nhân đang lao động làm việc tại các doanh nghiệp thì có tới gần 70% số người đã đăng ký bầu tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã rà soát thật chặt chẽ, lập danh sách cử tri đối với cả doanh nghiệp thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các chủ doanh nghiệp, ban quản lý các dự án thông báo rộng rãi đến đội ngũ người lao động trong địa bàn. Chúng tôi yêu cầu các chủ doanh nghiệp, các chủ của cái ban quản lý các dự án, các khu chung cư để tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có thời gian thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để đi bầu cử thật là đông đủ. Sau hiệp thương lần 3, thị xã Mỹ Hào có 52 người ứng cử Hội đồng Nhân dân thị xã và 504 người ứng cử Hội đồng Nhân dân xã phường. Toàn thị xã có hơn 80.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại 92 khu vực bỏ phiếu để bầu 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và 302 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian này, thị xã đang chuẩn bị cho việc niêm yết danh sách người ứng cử, tập trung tuyên truyền để người dân thấy rõ được nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới.